Các sản phẩm thay thế thịt, các trang web 3.0, tiền điện tử, ransomware là một dạng phần mềm độc hại và quy định mới cho các Big Tech, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sẽ là những xu hướng công nghệ nổi bật trong năm 2022. Đại dịch COVID-19 đã khiến các thuật ngữ quốc From Home, làm việc tại nhà và Metaverse, phiên bản thực tế ảo của Internet trở nên phổ biến trong năm 2021. Vậy trong năm 2022, những xu hướng công nghệ mới nào sẽ bùng nổ? Dưới đây là dự báo của hãng tin AFP Pháp về những công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta trong năm tới sản phẩm thay thế thịt các sản phẩm thay thế thịt đã trở nên ngày càng phổ biến trong nhiều hộ gia đình ở mỹ một phần nhờ vào sự phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật có cấu trúc và hương vị gần giống với thịt bò và thịt lợn của các công ty mỹ như beyond meat và impossible food theo số liệu của liên hợp quốc nhu cầu sản phẩm thay thế thịt sẽ cải thiện khi chất lượng sản phẩm được nâng lên và giá thành giảm Bên cạnh đó, mối quan tâm về môi trường khi sử dụng các sản phẩm từ động vật cũng được xem là yếu tố thúc đẩy về sử dụng sản phẩm từ thực vật. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy, chăn nuôi động vật làm thực phẩm đã tạo ra 14,5% lượng khí thải nhà kính do con người gây ra. Còn theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Research and Markets, thị trường toàn cầu cho các loại thịt có nguồn gốc từ thực vật dự kiến sẽ trị giá 35 tỷ USD vào năm 2027, tăng từ 13,5 tỷ USD trong năm 2020, một phần nhờ vào việc mở rộng sản phẩm ra ngoài thị trường Mỹ. David Pichiri, chủ tịch công ty tư vấn Faber novel của Mỹ cho biết, năm 2022 sẽ là năm lên ngôi của thực phẩm làm từ protein có nguồn gốc thực vật. Các sản phẩm đã trưởng thành và chất lượng tốt, chúng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Web 3.0 và tiền điện tử Giai đoạn đầu tiên của Internet là sự ra đời của các trang web và blog, cho phép sự xuất hiện của các công ty như Yahoo, eBay và Amazon. Lần lặp lại tiếp theo là Web 2.0, được xác định bởi mạng xã hội và nội dung do người dùng tạo trên các trang như Facebook và YouTube. Các nhà phân tích chuyên về thung lũng Silicon cho biết, Web 3.0 sẽ ra đời và nền tảng này sẽ là sự hợp tác của người dùng, người sáng tạo và nhà phát triển. Một bước mang tính cách mạng như vậy có thể được thực hiện nhờ công nghệ blockchain, nơi các chương trình máy tính chạy trên mạng của hàng nghìn hoặc hàng triệu máy tính. Cho đến nay, blockchain đã cho phép sự gia tăng các loại tiền điện tử như Bitcoin và gần đây là đối tượng kỹ thuật số độc đáo như hình vẽ hoặc hình ảnh động được gọi là NFT. Liên quan đến vấn đề này, một chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về tài chính phi tập trung, nhưng tôi nghĩ rằng vào năm 2022, chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp sử dụng được bản địa hóa hơn, sẽ đi vào cuộc sống hàng ngày. Khi các loại tiền kỹ thuật số có nhiều biến động như Bitcoin đã đạt giá trị cao kỷ lục vào năm 2021, một loạt người chơi đã tham gia vào trò chơi bao gồm cả các phiên bản do các thành phố Miami và New York ra mắt. Mã độc ở khắp mọi nơi Sự gia tăng đột biến đối với các cuộc tấn công ransomware và dò dỉ dữ liệu kỷ lục vào năm 2021 có vẻ sẽ tràn sang năm mới. Những kẻ tấn công dựa trên mã độc tống tiền đột nhập vào mạng của nạn nhân để mã hóa dữ liệu, sau đó yêu cầu một khoản tiền chuộc, thường được trả qua tiền điện tử sự kết hợp của các yếu tố đã thúc đẩy xu hướng, bao gồm giá trị bùng nổ của tiền điện tử, mức độ sẵn sàng chi trả của nạn nhân và khó khăn mà các nhà chức trách gặp phải trong việc truy bắt những kẻ tấn công mạng. Công ty bảo mật mạng Sonic World Mỹ vào cuối tháng 10 cho biết, với 495 triệu cuộc tấn công ransomware được công ty ghi lại trong 10 tháng đầu năm 2021 sẽ là năm tốn kém và nguy hiểm nhất được ghi nhận. Phó Chủ tịch điều hành kiêm trưởng bộ phận tình báo toàn cầu của công ty an ninh mạng Madian Mỹ nói, khi tôi nghĩ về năm 2022, điều quan trọng nhất đối với tôi và các đồng nghiệp của tôi tiếp tục là ransomware, nó đơn giản là quá hấp dẫn. Quy định đối với đại gia công nghệ. Thật khó để nói năm 2022 có phải là năm cuối cùng mà các Big Tech sẽ bị tấn công bởi các quy tắc mới quan trọng hay không, nhưng một loạt mối đe dọa về quy định và pháp lý được đưa ra vào năm 2021 sẽ gây ra những trận chiến lớn. Tại Mỹ, vụ kiện chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang đối với Facebook là một mối đe dọa thực sự đối với gã khổng lồ truyền thông xã hội, mặc dù tòa án đã bác bỏ vụ việc này một lần. Có thể sẽ có nhiều vụ kiện hơn hoặc các cuộc điều tra ở cấp độ liên bang, thậm chí cuối cùng là việc ban hành luật mới có thể xảy ra sau vụ do gì tin đồn, cho thấy các giám đốc điều hành Facebook đã biết các trang web của họ có thể gây nguy hại cho người dùng. Một số nhà phê bình nói rằng nỗ lực chính của công ty trong việc hiện thực hóa Metaverse một phiên bản thực tế ảo của Internet là nỗ lực nhằm thay đổi chủ đề sau nhiều năm bị chỉ trích. Apple đã tránh được vụ kiện vào năm 2021 khi một tòa án liên bang Mỹ tuyên bố nhà sản xuất trò chơi Fortnite, Epic Games không thể đưa ra bằng chứng cho thấy gã khổng lồ công nghệ Apple nắm giữ độc quyền bất hợp pháp, nhưng công ty vẫn được lệnh nới lỏng quyền kiểm soát đối với App Store của mình. Cả hai bên đều đã kháng cáo. Các quy định mới có thể ra đời sớm hơn ở Liên minh châu Âu EU khi Liên minh này thông qua các luật mới, chẳng hạn như đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Đạo luật này sẽ tạo ra sự giám sát chặt chẽ hơn nhiều đối với nội dung có hại và bất hợp pháp trên các nền tảng như Facebook.